Happylife-truelife xin chào các bạn. Một món ăn cũng là đơn giản bữa nay mình xin giới thiệu. Đó là một cái món ăn salad trộn với cá chiên. Các bạn có thể làm cái cá salmon chiên, grill hay là cá bất kỳ các loại cá nào các bạn thích đó, rồi chiên. Ướp thì mình đã nói qua rồi, chỉ cần ướp với lại bột tỏi, garlic salt một chút xíu là được rồi, khoảng 5-10 phút các bạn có thể chiên lên. Nếu mình thích thì mình ướp ở ngoài bằng một cái lớp bột, còn nếu không thích thì cũng có sao. Nói chung là cái món này mình sơ vịt với salad ăn cũng rất là ngon. Đây là cái món salad mà mình làm, cái cải salad đó là salad son ạ. Mình làm cải salad son đây. Ở chung quanh thì mình để cà chua, củ hành trắng, rồi olive, tại mình thích olive cho nên mình để olive thêm. Các bạn có thể làm cái sốt đó, thì bằng một chút xíu tiêu, một chút xíu đường. Sau đó mình mix với chanh, hạnh hay là trái bắp gì cũng được, dắt vô đây. Rồi trước khi mình ăn thì mình dùng tiêu, đường với lại cái juice của cái trái chanh hay là trái hạnh đó. Các bạn nặn vô đây, rồi rưới lên trên cái salad này thì mình đã có salad rồi. Tuy nhiên mình muốn ngon á, thì cái món salad này á, mình để cái cá chiên của mình á lên trên cái top của salad rồi mình ăn. Thứ nhất cái là mình chan cái sốt lên thì mình thấy rất là ngon. Các bạn có thể ăn không với salad trộn, các bạn cũng có thể serve với lại white rice, steam rice, sticky rice, tức là những cái gì bạn muốn thì đều ăn được hết. Thì cái món salad này làm cũng đơn giản mà ăn cũng rất là healthy. Mình làm salad son tại vì salad son rất là dễ ăn các bạn, ăn giòn ngọt mà bổ. Vậy bữa nay mình chỉ cho các bạn ha. Thì salad thì cũng dễ lắm, mình muốn mua tất cả các loại salad, mình thích spinach hay là cái rau salad son, rồi các bạn cà chua các bạn sắc mỏng, rồi cái hành trắng, rồi nếu mà thích olive thì các bạn để thêm olive, tại mình thích cái quả olive này ăn ngon. Mình hay mua để mà trộn với salad ăn, ăn hơi béo béo. Thì đại khái là như vậy. Món này, salad này mình có thể sơ vịt với lại nước mắm hay là nước tương. Thì bữa hôm mình có chỉ các bạn làm cái dressing cho cái loại salad rồi. Thì các bạn có thể lấy cái dressing đó ăn với cái này hoặc là ăn với nước mắm cũng ngon. Vậy các bạn thử nha. Mình nhớ hồi xưa mẹ của mình thì hay ở bên Việt Nam, mẹ mình mua cái cá gọi là cá bóng tượng. Nó hơi nâu nâu đen đen mà to lắm. Rồi mẹ mình đem về ướp, chiên áo bột ở ngoài, ăn với salad son thì rất là ngon. Mong là các bạn làm món này thử. Mình thì mình thấy ngon, nhưng mà tùy theo khẩu vị của gia đình của các bạn có thể thử nha. Rất là hấp dẫn. Thì cái dĩa salad nhìn cũng không có tệ, mà mình ăn thì cũng healthy. Làm không có tốn nhiều thời gian, mình làm cái món này chắc dưới 20 phút quá. Vậy mình mời các bạn thử làm rồi ăn nha. Thì mình xin chào.